Chào các em. Có lẽ đối với tất cả những bạn mà đã học TOEIC ở trung tâm Horology English với thầy cũng như với các thầy cô khác thì có thể phần nào các em đã biết được về cái hành trình mà thầy sáng lập trung tâm cũng như là học tập như thế nào để đạt được số điểm tối đa 990 điểm trong bài thi TOEIC. Thì hôm nay thì thầy có chia sẻ với các em một chút về cái điều này và hy vọng sẽ có ích đối với các em. Thì thầy thì đã từng đạt được điểm TOEIC tối đa và được 2 lần được IEG Việt Nam trao tặng phần thưởng là thí sinh có số điểm cao nhất Việt Nam. Và khi ở trong những cái lần đó ấy, thì thầy có dịp được tiếp xúc với cả các cái anh, ví dụ đây anh Lương Hồng Nam và chị Nguyễn Vũ Hồng Anh, chính là những người lãnh đạo cao cấp nhất của IEG Việt Nam, tổ chức phụ trách bài thi TOEIC ở Đông Dương, bán nước Đông Dương. Thì các anh chị có chia sẻ với thầy về cái đặc điểm chung của những cái cao thủ được điểm cao, và thầy thấy cũng vô tình nó trùng với những điều mà thầy đang chuẩn bị chia sẻ với các em đây, đó là họ không phải chỉ học để xem đáp án đúng là gì, họ không phải chỉ học để được điểm cao, mà họ hướng tới học thực sự cái ý nghĩa ở đằng sau của ngôn ngữ. Thì đối với cá nhân thầy thì mỗi khi mà thầy học một tình huống ở trong bài thi TOEIC, cho dù là đọc hiểu ngữ pháp, từ vựng hay là những cái tình huống khác, thì thông thường ấy, thì thầy thường thấy cảm thấy rất là thú vị, tại vì đằng sau cái câu chữ, đằng sau cái từ vựng và ngữ pháp đó thì đôi khi thầy học được rất là nhiều điều bổ ích. Có thể là thầy học được một cái cách dùng từ vựng mà chỉ trong tiếng Anh mới có, và tiếng Việt người ta không dùng từ sắp xếp từ như vậy. Hoặc là thầy học được một hiện tượng ngữ pháp, nó thể hiện một góc nhìn hoàn toàn mới lạ, góc nhìn của tiếng Anh. Cái góc nhìn của tiếng Anh thì khác hoàn toàn góc nhìn của tiếng Việt, và nó cảm tưởng, thầy cảm tưởng như là mình đang được có thêm một cuộc đời khác. Và trong nhiều trường hợp thì thầy với cái ngôn ngữ, cái ý nghĩa đằng sau cái câu chữ của tình huống đó, nó dẫn thầy tới một cái lĩnh vực mà nó mới đối với thầy và đầy mới mẻ. Ví dụ là có thể chuyên môn của chúng ta về kỹ thuật chẳng hạn, nhưng mà cái tình huống nó dẫn tới một tình huống nhân sự, dẫn tới một tình huống nào đó mà chúng ta cảm thấy nó rất là bất ngờ, và cảm thấy là cái phạm vi kiến thức của mình được mở rộng qua từng câu như vậy. Thì suốt trong cả cái hành trình từ khi thầy bắt đầu tự học TOEIC, suốt từ những năm tháng sinh viên cho tới tận bây giờ mười mấy năm rồi, thầy đồng hành cùng các bạn trẻ trong hành trình chinh phục mục tiêu TOEIC, sáng lập quản lý trung tâm, phát triển trung tâm hoặc Ology English đến giờ, thì thầy vẫn luôn luôn có cảm giác hứng thú như vậy trong suốt cái hành trình đó. Và chính cái điều đó, cái điều đơn giản đó thôi, tức là luôn luôn tìm cái điều thú vị ở đằng sau cái tình huống ở trong bài thi TOEIC, nó giữ cho thầy có được cái ngọn lửa tình yêu với tiếng Anh, và thầy vẫn liên tục học tập từ đó cho đến tận bây giờ. Được điểm tối đa TOEIC không có nghĩa là ngừng lại, và nó là một cái điểm mốc để chúng ta có thể tự hào, tự tin để đi tiếp, để phát triển tiếp những hành trình tiếp theo, giống như cái triết lý Ology, ongoing learning, ongoing growing yourself, liên tục học tập phát triển bản thân mình của trung tâm học Ology English. Ok. Và trong suốt cái bao nhiêu năm nay thì thầy cố gắng là làm sao để có thể truyền tải lại cái điều nhỏ bé đó cho các em. Tại vì chỉ khi mà các em có được cái điều đó thì các em sẽ hoàn toàn có khả năng tự học đến suốt đời, và đó chính là mục đích của giáo dục. Và đó sẽ chính là cái niềm hạnh phúc của thầy cô khi mà các em có thể có khả năng tự bước đi trên đôi bàn chân của mình. Tuy nhiên thì trong cái hành trình TOEIC này, mỗi em sẽ có những cái xuất phát điểm khác nhau, và thông thường thì chúng ta thường sẽ có khó khăn trong những cái bước đi đầu tiên chập chững khi bắt đầu làm một điều mới. Và cụ thể ở đây là trong hành trình chinh phục mục tiêu TOEIC của mình. Và thầy cô rất là hiểu điều này. Và làm thế nào để thầy cô có thể hỗ trợ được các em đây? Thì suốt hơn hơn chục năm kinh nghiệm thì thầy phát hiện ra rằng cái khó khăn nhất trong cái hành trình chinh phục mục tiêu TOEIC của các em, nó không phải nằm ở ngôn ngữ, nó không phải nằm ở bản chất tiếng Anh, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, tổ chức ngôn ngữ, âm thanh, nó không phải nằm ở điều đó. Mà làm thế nào để chúng ta có thể có được nguồn cảm hứng, làm thế nào để chúng ta có thể duy trì được một cái thói quen mới, thiết lập một thói quen mới, thói quen học tiếng Anh mỗi ngày và duy trì được nó trong suốt cả một hành trình. Và đó là lý do thầy xây dựng chuỗi video bài giảng Beyond TOEIC, TOEIC và hơn thế nữa. Thì mục tiêu của cái chuỗi video này là thông qua những cái bài giảng ngắn ngủi thôi, những cái tình huống rất ngắn thôi, có thể là một vài phút thôi, thì các em sẽ đồng hành cùng thầy, và thầy có cơ hội được đồng hành cùng các em. Và mỗi ngày, nếu các em học cái mỗi ngày các em chỉ học một chút như vậy thôi, thì sau liên tục 30 ngày, 30 video, thì các em sẽ dần dần sẽ có được một cái thói quen, đó là
mỗi lần mình vào mạng, vào Facebook thì mình sẽ học một chút tiếng Anh. Và chỉ cần có thói quen đó thôi và duy trì thói quen đó thôi, chắc chắn rồi các em sẽ giỏi. Chắc chắn được các em sẽ tiến bộ và sẽ đạt được mục tiêu TOEIC của mình. Và ẩn chứa ở trong những cái video này thì trông thì rất là đơn sơ về mặt kỹ thuật, nó không có gì phức tạp hào nhoáng, không có những cái nó hấp dẫn bắt mắt, tại vì chuyên môn của thầy là giảng dạy, không phải là thiên về design. Và thầy tập trung chủ yếu là vào cái độ sâu của từ vựng và cái những cái hiện tượng ngữ pháp mà các em có thể bắt gặp, và làm thế nào để thầy có thể truyền tải tốt nhất cái ý nghĩa và cái cảm nhận của thầy đối với nó. Và cũng như là nếu có thể thầy cố gắng truyền một số cái cách nhìn tích cực và cái động lực để cho các em trong cái hành trình đó. Hãy coi đây là một thử thách nho nhỏ và hãy thử đạt được nó. Tại vì mọi điều trên đời dù vĩ đại đến đâu đi nữa thì nó chỉ bao gồm từ những cái bước đi nhỏ bé. Thì hãy hoàn thành những điều nhỏ bé này một cách kiên trì và bền bỉ. Các em sẽ có thể tự hào về chính mình. Ok. Tạm biệt các em.